Đó là người ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông? À, cụ Nguyễn Công Trứ đã nói như vậy đúng không? Thì đối với những người đàn ông, khi họ đi ra đi, họ làm cái việc lớn, thì cái cảm xúc chứa chan nhất vẫn là lòng người ở lại. Thưa có đồng ý không? Người ra đi đâu không có lãi. Ví dụ như anh đi làm việc lớn, anh đi rất là hiên ngang, rất là hùng dũng, nhưng những con người trong gia đình của anh ở lại thì người ta sẽ cảm giác như họ sắp mất một cái gì đó rồi. Họ cảm giác họ rất là khó tả, đúng không? Em có biết là Tần Thủy Hoàng không? Biết. Tần Thủy Hoàng được coi là minh quân hay là bạo chúa? Bạo chúa. Bạo chúa đúng không? Vậy thì có rất là nhiều người muốn giết Tần Thủy Hoàng. Trong đó có một vị thích khách rất là nổi tiếng tên là Kinh Kha. Đó, Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà tiếc cái số Tần Thủy Hoàng lớn hơn, chưa chết được, nên nhiệm vụ Kinh Kha thất bại. Thì trong cái hoàn cảnh đó, Kinh Kha được xem là người ra đi, và những người ở lại sẽ có những cái cảm giác giống như là ồ, sắp mất Kinh Kha rồi. Cảm giác có một cái gì đó nó khó tả lắm. Và cái điều đó đã được nhà thơ Thâm Tâm trình bày qua tác phẩm Tống Biệt Hành mà chia sẻ các bạn sau đây. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng. Bốn chiều không thẳm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Đưa người ta chỉ đưa người ấy, một giả gia đình một dửng dưng. Ly khách con đường nhỏ, chí lớn không về bàn tay không. Thì không bao giờ nổi trở lại, 3 năm mẹ già cũng đừng mong. Ta biết người buồn chiều hôm trước, bây giờ mùa hạ sen nở nốt. Một chị hai chị cũng như sen, khuyên nốt em trai dòng lệ xót. Ta biết người buồn sáng hôm nay, trời chưa vào thu tươi lắm thay. Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt, gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay. Người đi ừ nhỉ người đi thật, mẹ thà coi như chiếc lá bay. Chị thà coi như là hạt bụi, em ừ xem như ly rượu cay. Lòng người ở lại. Và cái cảm hứng về cái lòng người ở lại đã xuất hiện trong thi ca, cũng như là âm nhạc của chúng ta, cũng không phải là một lần đâu mà rất nhiều lần, chứng tỏ nó quan trọng tới cái nào, cái cảm giác của người ở lại. Thì Thương có bao giờ đóng vai trò là người ở lại chưa? Ví dụ như là ai trong người thân gia đình của em nó đi xa đi đâu đó, mà giờ thời bình rồi đi không có mất mạng đâu, nói chung đi gì cái việc gì thôi, em có cảm giác đó không? Có chứ, Hương đã từng trải qua một lần cái cảm giác này. Đó là cái thời mà Hương chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để học, và biết rằng là cái nơi Sài Gòn này là chỉ có một mình thôi, và cho nên là có gì thì mình cũng phải tự chịu trách nhiệm, tự lo lắng cho bản thân. Bố mẹ chỉ là một cái gì đó sau lưng từ phía Bắc thôi. Và cái đêm hôm đó thì bố Hương có đưa Hương vào Sài Gòn để học. Sau khi mà ổn định chỗ ăn ở xong thì bắt đầu bố Hương đi ra, và đã xác định là đi ra thì chắc cũng phải đến nửa năm mới gặp lại. Hè mới về. Thì lúc đó là Hương tiễn ba của Hương ra nhà ga. Và đi cùng với một người quen họ hàng đó. Thì Hương nói với người quen đó là Hương không có đi tiễn ba của Hương, mà để cho người đó là chở ba Hương ra nhà ga thôi. Thì người đó mới nói là tại sao mà nửa năm sau mới gặp lại mà sao không đi tiễn. Thì Hương mới nói là nếu mà đi tiễn thì con rất là buồn, thà con ở nhà. Con không muốn nhìn thấy hình ảnh mà ba con quay lưng đi ra ngoài Bắc, để xác định là nửa năm sau mới gặp lại. Xong rồi khuyên sao đó rồi ba Hương cũng muốn được đi, thế là Hương phải đi. Và cho đến lúc mà cái tàu chuyển bánh một cái thì là cũng là lúc mà ba Hương đứng ở chỗ cửa, tức là nhìn cái cuối cùng, xong bắt đầu mới khi mà tàu chạy bắt đầu mới đi vào chỗ ngồi đó. Thì lúc đó là Hương đứng cùng với người bà con và nhìn theo cái tàu đó. Đó, thì đó là cái cảm giác mà là người thân của mình ra đi. Nó không có gì là ghê gớm cả, nhưng mà ở cái lứa tuổi mà 18 tuổi, và một cô gái mà sống trong không có ra, không có trang trải, bươn trải ngoài đời nhiều, sống trong vòng tay cha mẹ thôi, mà bước vào Sài Gòn coi như là hoa lệ và quá là xa xăm và quá là lạ lẫm. Đó, cho nên là trong mà cái cảnh đó lại diễn ra vào lúc buổi tối là 9 giờ tối. Cho nên nó lại càng, nó đã buồn và càng buồn hơn. Và Hương nhớ mãi cảm giác đó, không bao giờ quên. Đúng là nếu mà con người ta không sống mà không có thơ ca, không có văn học, hoặc là không có âm nhạc,
thì cuộc đời chúng ta tương đối nó khô khan và nó mất đi những cái ý vị rất to lớn của cuộc đời này. Đó, vậy thì đắm chìm trong cảm xúc của Thu Hương, chúng ta cùng nhau yêu cầu Thu Hương hát bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Chuyến Tàu Hoàng Hôn làm gì mà nhớ ha, bài mà anh kêu em hát. Thì không nhớ là mai mốt anh sắm cái dàn karaoke ở đây là em phải hát nha. Các bạn biết không, là Hương có một cái tật là Hương không hay hát, nhưng mà đã hát thì bài nào Hương cũng chơi. Thế là đi hát karaoke bài nào Hương cũng chơi được. Hương chỉ cần, ví dụ Hương không biết hát bài đó, nhưng mà chỉ cần nghe cái người và chọn cái bài đó hát một lời thôi, và bắt theo cái âm nhạc thôi là Hương biết là bài đó phải hát chỗ nào lên chỗ nào xuống. Và vậy bài nào cũng chơi hết. Nói chung căn bản tấm Hương rất là tốt nha các bạn. Không có tiền nhưng mà rất chịu chơi. Là ý là sao? Tức là không có tiền nhưng mà rất chịu chơi. Ở nói vậy hiểu sao hiểu. Thế là đi chơi anh bám bạ không hả? Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương mục đáp thành số 504. Câu hỏi đầu tiên 11568. Chào anh Duy và chị Hương, em tên Nhân, biệt danh là Nhân đẹp trai. Dữ trước vậy? Khi bước vào câu hỏi, em có nhận xét chị Hương xíu dạo này những hỏi gáp gần đây chị Hương càng ngày càng xinh và gợi cảm như tuổi 20. Ngoài ra thì anh Duy lịch lãm hẳn ra. Hồi xuân đó bạn ơi. Mẹ bà biết mẹ chồng Hương còn nói câu là hình như là con đang hồi xuân hay sao. Xuân qua đi. Nói gì nói thôi, đi. Thôi. Cái này là bài này để lúc khác. Để dành lúc khác chia sẻ phải không? Bước vào câu hỏi, em tập gym đã được 5 tháng và theo dõi 6 buổi. Em cao 1m78, nặng 68kg. Em thuộc dạng cơ không hẳn là ít, nhưng mỡ tập trung bụng nhiều. Em có xài qua 3 thùng Elite Mart nhằm muốn tăng cân, nhưng xài 3 bịch, em vẫn không lên nổi ký nào. Một ngày em xài 1,5 liều, ăn 2 bữa chính, cộng sữa tươi, tính ra thì cũng 2.500 calorie. Nhưng có thấy cơ có phát triển lên, không lên ký, nên em đã quyết định chuyển sang lean body cho ổn, vừa lên cơ chậm nhưng giảm mỡ bụng luôn. Anh Duy thấy liệu có ổn không khi em đang thiếu ký? Một ngày em cũng nạp khoảng 130 gram protein bằng với lean body mass nhân 2,2 của em. Được em xài lean body cũng được, nói chung là xài protein nào cũng được. Bạn đủ protein mass hay lean body nó chỉ là một cái hình thức để cho nó cung cấp dinh dưỡng cho mình thôi. Trong khi bạn xài mát như vậy á, mà nó ba bịch như vậy mà nó không mang cho bạn một kết quả như ý, thì bạn cũng có thể chuyển sang một cái dòng khác để mình trải nghiệm. Tuy nhiên anh nói bạn vậy, bạn thuộc dạng người siêu gầy đúng không? Bạn mới xài mát, bạn người gầy bạn mới xài mát đúng không? Mà bạn đã là người gầy thì bạn phải đặt cái vấn đề là coi chừng cái việc hấp thu của bạn nó kém. Mà bạn xài mát mà bạn chỉ có 2.500 calo thôi đúng không? 2.500 calo thì số calo đó bạn tính trên giấy, chứ còn số calo hấp thu được thì nó ít hơn. Ví dụ đối với người bình thường hấp thu được 2.000 đi, nhưng mà đối với bạn chắc hấp thu được 1.500 đó. Thì do như vậy phải bằng vô tình bằng tính cái số calo đi nó sai so với cái TDA của mình hay không. Trong khi TDA của bạn tính và nên là TDA mình 2.000 thì mình ăn 2.500 là trên nguyên tắc dư 500 đúng không? Nhưng mà giờ dư tính cho bạn một cái kiểu khác. Bạn ăn 2.000, người thường hấp thu ha, bạn ăn 2.500, người thường hấp thu 2.000, đối với bạn hấp thu 1.500, tức là bạn còn bị thụt nữa đó, chứ bạn đâu phải là tăng. Nên bạn nào mà muốn tăng cân, bạn phải làm ơn trừ hao cho dư chút định. Bạn phải ăn ít ra 3.000, 3.500 trừ hao chút, chứ giờ bạn ăn mà sát mép quá là kể như bài toán mình nó sai bét. Bây giờ áp dụng chuyện ăn mà tính chuyện làm ăn nè, không, ví dụ giờ bạn có số vốn nhỏ 10 triệu thôi, không biết mở quán cóc ngoài đường bán chơi vậy đó, thì bạn cứ tính là một tô bằng lời 1.000, một ngày bạn bán 100 tô bằng lời 100.000. Đó là cái cách tính, bạn tính rất là sát. Trong nguyên tắc làm ăn, bạn đừng bao giờ mà tính sát như vậy, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ một tô của bạn đó bằng lời 100.000 đúng không? Một tô bằng lời 100.000 đi, thì bạn, ủa xin lỗi, một tô bằng lời 1.000, thì bây giờ một tô bạn tính bằng lời 500 đồng thôi. Bạn tính lời 500 đồng, tức là bạn bán một tô bằng lời 500 đồng, 100 tô bằng lời có 50.000. Thì bạn muốn lời 100.000, bạn phải có động lực để mà bán 200 tô. Thì như vậy nó sẽ, một cách tính như vậy nó có hai cái lợi. Thứ nhất á, là bạn sẽ có được cái động lực để mà phấn đấu cao hơn. Tại mình thấy mức lợi nhuận thấp quá, mà phấn đấu cao lên nữa, thì cái đó là bạn sẽ tiến bộ bản thân. Và cái thứ hai nữa, lỡ có những cái chi phí dọc đường nó còn không bị thâm vô cái tiền bạn tính. Ví dụ như bạn tính là lời 50 thôi, còn 50 kia để cho chi phí khấu hao đi. Ví dụ giờ đi ăn nào nó quịch đi, phải tính chứ bạn. Không lẽ giờ nó quịch bạn mà xách dao mà chém nó à, đúng không? Đó, bữa nó quịch đi rồi không thì từ bữa đó cái cô rửa chén của bạn nhớ người yêu làm bể nguyên thao chén luôn đi, thì cái tiền đó là tiền gì, tiền lời bạn phải đắp vô tiền đó. Thì đó là chung là mình tính là đừng bao giờ tính sát quá, và trong calo cũng đừng có tính sát như vậy.
Câu hỏi thứ hai của bạn là chất béo tốt trong Lean Body công dụng nó là gì? Có phải khi mình ăn hơn TDE thì nó sẽ đốt phần calo dư đó đi, hay là mình phải ăn bằng hoặc dưới TDE thì nó mới có công dụng lấy mỡ ra đốt? Chúc anh Duy càng khỏe để làm ra thêm nhiều thước phim hay cho Gym Beat và chị Hương mãi trẻ đẹp như tuổi 20. Thì bây giờ cái chất béo tốt á, thì nó vô cơ thể bạn nó sẽ là hạ cholesterol xấu đi, tác dụng nó tốt cho tim mạch vậy đó. Và nhưng mà nếu mà muốn giảm béo á, thì bạn phải ăn dưới TDE nó mới giảm được. Còn ăn trên TDE thì nó vẫn không giảm được, nó vẫn không giảm béo. Béo nằm dưới da nhưng mà béo trong máu có thể nó thấp. Nó béo trong máu lúc đó tại vì nó dọn bớt rồi. Cái chất béo tốt này nó hạ cholesterol đi, nó làm cho thành mạch máu của bạn nó gọi là nó sạch sẽ, nó không có chứa ngại vật nhiều. Và cái thứ hai nữa là chất béo nó góp phần hòa tan những vitamin cần thiết. Ở trong 8g chất béo của Lean Body như vậy á, là chất béo tốt, thì nó sẽ giúp cho bạn có một sức khỏe tốt hay là một trái tim tốt. Nhưng mà bạn tập Lean Body á, thì bạn cứ ăn vòng vòng TDE thôi, trên chút đỉnh trả sao, dưới chút đỉnh trả sao, bằng trả sao, đừng đi quá xa thôi. Câu hỏi 11569, chào anh Duy và chị Hương, em có câu hỏi như thế này. Mong anh chị giải đáp giúp em. Thời gian đầu em tập tay trước bằng dumbbell, khi quấn tạ lên thì dùng cả chuột và cẳng tay để cuốn. Tập xong thì nguyên cánh tay rất phê nhưng chuột không đau. Nhưng bây giờ theo trường phái cảm nhận nên cố gắng dùng chuột để cuốn. Tập xong con chuột rất phê nhưng cẳng tay chỉ hơi căng. Hôm sau thì chuột bắt đầu đau. Em muốn hỏi là nên tập theo kiểu nào là hợp lý nhất? Cả hai. Nếu bạn thích cứ thích thì bạn tập cả hai mà. Bạn vừa tập nặng và bạn vừa cảm nhận được đó mới hay. Chứ còn cái của bạn đạt chỉ mới là một trong hai thôi. Thì giờ bạn phải luyện tiếp. Anh muốn bạn đạt tất cả. Bạn vừa tập nặng mà bạn vừa cảm nhận. Nếu mà nặng thì nặng vừa vừa thôi, chứ đừng nặng quá cảm nhận không nổi nữa. Đương nhiên bạn tập thì cẳng tay phải tham gia, cái đó bắt buộc. Nhưng mà cẳng tay nó sẽ tham gia ít hơn so với con chuột. Thì bạn tập về mà con chuột đau không cẳng tay là đúng. Câu hỏi 11570. Những dòng tâm sự mong ba biên tập đừng xóa câu hỏi của em. Mong các bạn xem hỏi đáp đừng buồn và trách mình. Đau lắm anh Duy ạ, năm nay em 21 tuổi, cao 1m7, nặng 65kg. Khi sinh ra em đã bị bệnh tim bẩm sinh, hở một van. Đến năm 7 tuổi thì được phẫu thuật, tưởng mọi chuyện đã bình yên. Nhưng 13 tuổi em bị gãy hai xương, phần 1/3 cẳng tay trái, phần gần cổ tay. Năm 17 tuổi thì em biết đến gym, lúc đó gọi là tập tạ. Sáng 4 giờ em cũng đi tập, đến 6 giờ thì về đi học. Lúc mới tập không biết gì nên nội thương khá nhiều. Tập vai sau bị đau xương và sụn bã vai. Tập ngực thì đau cổ tay và cùi chỏ. Tập tay thì đau cẳng tay chỗ bị gãy. Tập được gần 2 năm thì em phải nghỉ để ôn thi đại học. Nghỉ hơn 1 năm rưỡi em lên 12kg. Và 64 lên đến 74kg. Và quyết tâm đi tập lại. Đến nay em đã được hơn 6 tháng nhờ những kiến thức và thực phẩm bổ sung của anh chia sẻ mà cơ bắp và sức khỏe em cải thiện tốt lên. Em nhớ không nhầm thì gần hết 6 thùng Lean Body, 3 hộp C4, 4 hộp PCA, 3 hộp Yoga và 3 hộp Multivitamin. Và niềm đam mê gym trong em luôn bùng cháy vì hơn ai hết em biết sức khỏe là vàng. Một người lớn lên từ bệnh tật như em mà đẩy ngực được 35kg mỗi bên, squat 40kg mỗi bên, em rất thấm câu nói của anh. Anh không hơn thua với ai, chỉ hơn thua với chính bản thân mình là đủ rồi. Thần chết không cướp đi sinh mạng của em thì em sẽ cố gắng làm một Duy Nguyễn thứ hai. Đưa tiêu chí thể hình phục vụ cuộc sống của anh đến với dân tộc ta. Theo phong cách của em, bệnh tật không làm tôi nản chí. 85 mà làm được thì 95 cũng làm được. Em chúc anh Duy, chị vợ hờ của anh luôn khỏe. Và toàn thể BBT luôn tràn đầy vậy thì biết. Bạn thua anh 10 tuổi đúng không? Bạn nói 85 làm được, 95 làm được, vậy đó bạn là ta là 10 tuổi. Thì đọc qua những cái dòng này của bạn, anh chúc mừng bạn. Bạn đã tìm được lối thoát cho thể hình. Hồi xưa bạn tập nội thương nhiều, bây giờ đỡ hơn rồi đó. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Còn cái thứ hai, sức khỏe bạn có cải thiện. Như bạn cải thành tích là bạn squat là mỗi bên là 40kg và bench press là mỗi bên 35kg. Như vậy cũng là rất tốt với một người đã thoát lên từ bệnh tật như bạn. Thứ nhất là hở van tim, thứ hai là xương đông gãy tè le hết rồi. Và thứ ba nữa là tập gì đâu mà chỗ đọc đau hết đó. Cổ tay cũng đau mà xương khớp nối cũng đau. Rồi cổ chỏ cũng đau. Dường như là cứ 2-3 năm bạn lại gặp phải sự cố. Sự cố về sức khỏe.
Và với cái triết lý của bạn, bệnh tật không làm tôi nản chí, làm Hương nhớ tới đúng là mỗi người tập thể hình họ đi lên từ một cái triết lý khác nhau. Nhưng mà cũng mừng cho bạn là điều kiện kinh tế bà có, thì bạn trang bị được cho mình những cái loại thực phẩm bổ sung nó cần thiết như vậy, để nó tái tạo sụn xương khớp của bạn, để nó phục hồi bạn, để bạn không còn gặp cái tình trạng mà như ngày xưa tập bị nội thương nữa. Có những người thì đi lên vì xấu quá, đúng không? Ngoại hình xấu quá. Có những người đi lên vì sức khỏe, vì bệnh tật. Hình như hồi xưa anh đi lên từ cả hai đúng không em? Vừa xấu vừa yếu không? Vừa xấu vừa yếu vừa gầy. Chạy bộ xém xỉu các bạn. Và có những người họ đi lên từ cái việc là bị người khác bắt nạt nhiều quá. Và hoặc là có những người đi lên từ những việc mà cô đơn, không có người yêu, giống như là mảnh mai quá, nên là quyết định là đi tập cho đẹp trai lên, cho nó men tính em ra. Em nhắc tới cái chuyện mà gì đi lên từ việc người khác bị bắt nạt nhiều quá, thì anh nhớ tới một nhân vật mà anh rất là hâm mộ. Thì bạn hỏi anh hâm mộ ai, thì anh chỉ hâm mộ những con người mà thay đổi được xã hội thôi, chứ còn anh không hâm mộ những người có một sức ảnh hưởng. Biết anh hâm mộ ai không? Lý Tử Long à? Trời ơi, Lý Tử Long, tự nhiên hâm mộ Lý Tử Long. Thì em về ai? Tây Sở Bá Dương. À, lại một nhân vật ở trong Trung Quốc à? Ở trong Võ Lâm Trung Quốc à? Không phải Võ Lâm, lịch sử thôi. Tây Sở Bá Dương, hạng võ. Cái gọi là cái mối quan hệ giữa hạng võ, Tây Sở Bá Dương, hạng võ và Hán Cổ Tổ Lưu Bang thì chắc là bạn nào cũng biết rồi. Bạn nào cũng biết rồi, nhưng mà anh rất là thích và rất là tâm đắc ở cái nhân vật hạng võ này. Mặc dù có anh ta cũng là những người nó có những cái lúc mà nó gọi là nó sai lầm, nhưng mà mình thích được cái tấm này nè. Anh thích được cái tấm rất là đàn ông và rất là men. Như thế nào? Thầy giáo hỏi giờ cũng học gì? Thầy giáo dạy văn cho nó. Thôi học văn chán không học. Xong rồi thầy nói giáo vậy đó hả? Nói câu gì anh quên rồi. Nhưng mà đại đội là học văn, làm thơ thi phú gì đó. Chán quá, gọi là không có được làm một anh hùng, anh tâm thích học vậy đó. Nó chỉ là văn sĩ thôi phải không? Rồi xong rồi dạy võ. Võ cũng học luôn. Xong rồi cái võ làm anh hùng cũng không chịu luôn. Cái ông hỏi vậy à. Đầu tiên hình như là anh nhớ vậy nè, như dạy văn xong á, cái mỗi dạy văn này giết được nhiều người. Giết được bao nhiêu người? Nói không giết được ai, nó văn giết gì. Chắc là tại cái thời Hán, tại vì cái ông thầy của Tây Sở Bá Dương hàng võ này nè, thì lúc đó là trước cái thời Tam Quốc, nên không có biết văn giết người. Chứ không mà Gia Cát Lượng dùng văn giết mấy mạng rồi đó bạn. Thì ông không biết thì ông có dạy văn, ông cũng đâu dạy được cái đó. Văn không biết được ai hết á, không biết người được, chỉ là mang lại cho đời nữa là những cái giá trị văn học thôi. Nói thôi giờ tôi không học. Xong rồi cái dạy võ, cái ông thầy dạy võ, lại dạy võ, võ giết được nhiều người. Nói là con hay thì con giỏi thì con giết được 5 người, 10 người, giữ nữa thì là mười mấy 20 người. Nói vậy đó, ít văn học, có cái chiêu nào mà giết một lần mấy ngàn người không? Đó, xong rồi cái nói thôi tao thua mày rồi, tao dạy không được. Xong cái ông thầy binh pháp ở đứng trong núp, đứng trong vách, ông nghe qua, ông ta nói đây có chiêu này theo ta. Tức là dạy binh pháp, dạy trận pháp các bạn, binh pháp trận pháp, và Tây Sở Bá Dương học cái đó. Và sau này cũng như là trong cái công cuộc đánh đổ nước Tần á, Tần Thiếu Hoàng bảo chúa hồi nãy mà Hương nói đó, là cũng có một cái đóng góp rất là to lớn của Tây Sở Bá Dương hạng võ. Đó, đáng lẽ cái nước đó là ngày trước là Tây Sở Bá Dương đánh trước, xong rồi Lưu Bang ABC các kiểu Lưu Bang mới chiếm được cái nước này. Và Tây Sở Bá Dương hạng võ là một người rất là có cái một rất là có một cái niềm mà mình không biết dùng cái từ gì nữa, nhưng mà nói chung là sĩ khả sát bất khả nhục, thua trận là chết luôn, chứ không có đi về bên kia sông để là làm lại cuộc đời hay là làm lại cái một cái đội quân mới. Tức là một là đi là phải thắng, chứ còn không có chuyện thua. Tức là ngày xưa đó Lưu Bang so với hạng võ thì chả là cái đinh gì cả, tại xét về võ công cũng không bằng, xét về đồ đẹp trai cũng không có, mà xét về tính cách cũng không có luôn. Tại Lưu Bang là thuộc dạng cà rỡ thuộc dạng cơ hội, chứ còn hạng võ là một cái anh hùng đỉnh thiên lập địa đó, nên ngu cơ mới chọn hạng võ đó. Ngu cơ là người tình là bà vợ hạng võ đó. Xong nên trong có một cái tác phẩm, anh không biết kêu bằng chuồng tèo hay cái chuồng chèo hay là cái chuồng gì, nói chung là có một cái tác phẩm rất là hay, nó nói về cái giai đoạn là cái gì, hạng võ biệt ngu cơ, tức là cũng ra đi và ở lại đó, cũng hình ảnh người ra đi và người ở lại đó. Hạng võ biệt ngu cơ chết luôn, tự sát đó. Tức là sau khi hạng võ đi là ngu cơ tự sát, tức là cái lúc đó là thế trận nó cũng sắp thua rồi, tại vì ngu cơ là không muốn mình làm vướng chân
vướng chân của hàng giỏ nữa, để hàng giỏ hãy ra đi, để hàng giỏ để mua đồ việc lớn đó, nên hình như cơ cứu đó cơ chết đó, nên mới nói là nhiều khi mà mình xuất phát từ một cái gì đó mà nó mang tính hận thù thì sau này á, cái đường đi của mình nó mình nó hơi bị sai chút đỉnh mà nó dẫn tới một cái hậu quả như vậy. Thì các bạn nào mà xác định tập gym để ăn hiếp lại những kẻ từng ăn hiếp mình á thì cũng nên coi chừng chút đỉnh nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11571. Xin chào anh Duy và chị Hương, em xin hỏi là năm nay em 17 tuổi, cao 1m73, nặng 65kg và em tập được 6 tháng. Khi em tập bài flat barbell band press với tạ đòn là 50kg, dumbbell band press với tạ đơn 30kg, em có thể đẩy được trên dưới 10 rep, đó là mức tạ nặng nhất của em. Và em cảm thấy dần dần tăng mức tạ lên, nhưng do sự tác động của gia đình nói là tập nặng như vậy sẽ không tốt, làm teo cơ, sẽ làm chậm phát triển. Cho em hỏi ý kiến như vậy có đúng không? Với độ tuổi của em như vậy có thể tập nặng và dần nâng mức tạ được hay không? Cho em xin hỏi thêm. Anh trả lời ý thứ nhất của bạn. Bây giờ anh không biết bạn có nâng được không? Bạn hãy nghe câu này của anh. Thứ nhất, bạn nâng được 8 rep, mà 8 rep là 8 rep chuẩn, không sai gì cả, thì bạn có quyền lên tạ. Bạn nhớ nha, 8 rep mà 8 rep chuẩn, bạn nâng tạ, bạn nâng ngực không rung tay. Đó, không đảo tay, không tay cao tay thấp, không tay trước tay sau, lên đều lên đẹp cái thứ 8 như cái thứ nhất. Theo đó bạn lên tạ được. Bạn nhớ vậy được rồi. Còn nếu bạn lên mà còn rung thì bạn khoan lên. Còn cái mức nặng hay mức nhẹ thì tùy mỗi người mỗi khác nhau. Tất nhiên tập quá nặng chưa bao giờ là điều tốt cả. Tập quá nặng thì cái được nó ít mà cái hại nó rất là nhiều. Những cái hại trước mắt và những cái hại nó nằm tiềm ẩn. Cái hại trước mắt là cái hại gì? Trước mắt đó là cái hại là chấn thương ngay tại đó luôn. Còn cái hại tiềm ẩn là nó bị thoái hóa từ mấy cái ở trong. Bạn đẩy càng nặng tức là cơ thể bạn bị tàn phá càng nhiều, nhưng mà dinh dưỡng bạn không phục hồi nổi là bạn cũng đi. Đôi khi nó nặng quá mình phục hồi còn không nổi nữa, chứ đừng có nói là cái việc mà đâu phải là dinh dưỡng nạp vào là phục hồi đâu bạn. Nó tùy mức độ nữa chứ. Nó bị tàn phá, nhưng mà tàn phá mức độ vừa thì nó phục hồi ok. Còn nó bị tàn phá quá rồi là thuốc giải độc bó tay. Ví dụ như giờ nói về thuốc độc đi, dễ hiểu nè, độc nhẹ thì được. Còn giờ độc mà nó ăn vô lục phủ ngũ tạng rồi nó gọi là thấm hay là qua đà tái thế cũng bó tay, thì có mình cũng tưởng tượng như thôi. Nó nặng quá thì cũng chịu, nó nhẹ nhẹ vừa thôi. Ý thứ hai của bạn là do em còn học sinh nên không có điều kiện sử dụng thực phẩm bổ sung chức năng, thực phẩm chức năng, nên sau khi tập em ăn cơm nhiều, trứng hoặc uống một hộp sữa tươi sau bữa ăn, vậy có đủ để phục hồi cơ hay không? Thì phục hồi cơ là đủ, với điều kiện là cơ bạn bị tàn phá mức độ vừa phải. Còn bây giờ bạn ham, bạn đu, bạn tập nặng quá, nó phục hồi không nổi. Câu hỏi 11572, cho em hỏi tác hại của thuốc lá đối với gymer. Chuyện là em không phải nghiện thuốc, chỉ lâu lâu 2-3 ngày đi cà phê thì có hút chơi với bạn bè, chỉ một điếu. Chưa bao giờ một ngày mà em hút tới 2 điếu cả, chỉ bập bập nhả khói chơi, chứ em không có nuốt vào. Vì tác hại của nó thì ai cũng biết nên em cực kỳ kiềm chế, ghiền quá thì mới làm điếu để xả stress. Liệu có ảnh hưởng gì không? Nếu mà 2-3 ngày bạn làm điếu, bạn phập phá khói chơi chắc cũng không có ảnh hưởng gì. Anh nghĩ là gì được, nhưng mà bạn mà phập vậy thì người ngồi gần bạn ta hưởng đó nha bạn. Đó, nên cái việc hút thuốc lá thì các bạn nên sử dụng một cái nơi nào đó riêng tư, ví dụ như là nhà vệ sinh hay là ở ngoài chỗ nào đó mà không có người khác, thì cái đó là cái văn minh, thì mình cố gắng mình kiềm chế như vậy. Còn bằng phập có một điếu mà 2-3 ngày mới phập thì chả sao cả nha bạn, nên đừng sợ mà cứ phập đi. Câu hỏi 11573. Chào tiền bối IT Duy Nguyễn và chị Hương, tâm sự xong rồi, giờ em xin đặt câu hỏi. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm thì tiền bối bắt đầu dùng thực phẩm bổ sung? Khi anh biết nó mới dùng mà. Nói chung là lần đầu tiên, để các anh nhớ lại coi. Lần đầu tiên anh xài thực phẩm bổ sung hình như là anh xài Top Whey. Lúc đó là chắc là bạn nào cũng biết rồi. Bạn nào cũng biết sản phẩm này, anh bảo đảm với bạn luôn. Ngày trước anh cũng biết nó luôn. Hủ 110.000 hay 120.000 gì đó, không nhớ. Nói chung là đó vậy đó. Xài hủ. Tại vì anh thấy sao, đó anh cũng chả có kiến thức nhiều. Thì anh thấy cái người ta nói đó là uống một muỗng này bằng uống 5 muỗng sữa. Tức là một muỗng này bằng 5 muỗng sữa. Thì ngày xưa anh mê uống sữa đó mà. Ngày xưa là sữa anh mê cực kỳ luôn, nhất cái màng sữa tươi á. Sữa tươi là anh rất là ghiền. Đó, mà cái này nghe nói là uống một muỗng này bằng 5 muỗng sữa là khoái rồi đó. Về quốc hủ uống xong chả thấy gì cả thì chia tay luôn, uống có hủ một à. Đó, cái thực phẩm đầu tiên anh xài là sữa tươi đó. Ủa, đó là bạn gái của anh cũng xài Top Mart phải không?
ai nhớ nó xài gì kệ nó chứ trời. Em nhớ em nghe kệ, em nghe đồn anh lo cái thân anh chưa xong là lo thấy anh xài top quay cũng tập thể hình nên là bạn cũng đi tập và bạn xài top mát luôn, không biết không rành. Và nghe nói là bạn nói bạn tập xong, bạn xài top mát xong hồi đầu và bạn ốm xong bạn cũng lên, bạn cũng mập lắm, không biết trong nó có ấn tượng gì đâu. Rồi cái thực phẩm thứ hai anh xài đó là amino đỏ, thì bạn nào cũng biết rồi, anh mua hũ, anh không mua được hũ, nó còn có hơn nữa hũ à, anh mua anh xài 3 năm chưa hết nữa bạn. Là sao, nghĩa là anh mua hũ dở hả? Ừ, anh mua hũ nó còn được chừng mấy trăm viên á. Là mua lại của người xài rồi à? Tới chung mua của chỗ cho phòng tập người ta bán, thì anh mua xong nhai. Anh có nhớ cái cảm giác mà nhai amino không? Anh không có nhai, anh ngậm. Anh ngậm như ngậm kẹo vậy đó bạn. Hồi lúc trước anh ngậm amino là từ phòng tạ ra đường khoảng chừng 200m đi bộ. Thì anh đi bộ tập mà, đi xe anh chỉ mất công gửi ra gửi vô. Anh đi bộ tập thì anh ngậm cái viên đó từ nhà anh ra tới chỗ đó là nó vừa tan luôn rồi. Đó. Thì thực phẩm bổ sung anh xài vậy thôi. Mà anh cũng lúc đó anh cũng chẳng có ý thức. Còn anh chỉ xài chuẩn là từ lúc anh đi tập lại. Từ cái lúc mà đi tập lại là khoảng năm 2010-2011 gì đó. Thật ra giờ cũng chả nhớ, giờ công việc nhiều quá. Anh chỉ nhớ là cuối tháng lúc đó là bắt đầu gặp em đúng không? Ừ. Thời điểm đó là em với anh là mới biết nhau. Không, anh biết em mà năm 2007 rồi. Cái thời đó anh thì anh cũng có đi tập nhưng mà anh cũng tập chay thôi. Ừ. Anh không có sử dụng. Chính thức là tập và sử dụng thực phẩm bổ sung 2010 thì lúc đó là anh xài whey protein trước. Rồi xong tới đi vượt cao. Rồi xài đủ tới giờ. Là lúc đó xài cũng còn thiếu thốn, mà chỉ có 3 năm trở lại đây là mới quá đủ. Từ cái lúc thành lập công ty BBT là mới xài quá đủ. Đó, nên thích xài là xài. Nên cái công cuộc mà xài nói thì xài vậy thôi chứ anh xài khổ các bạn nhiều. Nó thật á, các bạn mua thổng xuân bạn còn đòi mùa này mùa kia. Chứ anh có mùa nào bụt mùa đó. Đôi khi cái hũ của anh C4 của bạn đóng một cục C4 của họ của anh nó đóng còn hơn cái gì nữa. Đó. Thậm chí là cái hàng khi tại vì công ty BBT quá trời hàng bạn, nhiều khi bỏ cái thùng đó trong đó 2 năm trời không để ý luôn á, mở ra nó hết đát bạn, nó hết đát nhiều hơn, khi uống ở hàng quá hạn nó hết đát gần cả năm, lấy cái quốc luôn. Trời ơi, anh uống bơ suốt hết đát mấy thùng luôn á. Nói chung anh xài cái đồ thuộc dạng không được để không được hàng A nha các bạn đâu, các bạn xài là xài hàng xịn không à. Còn anh mặc dù xài nhiều nhưng xài hàng đẻo không bạn ơi, cũng là hàng chính hãng nhưng mà nó hàng, hết đát hàng rồi, đóng cục rồi hết đát, nó đóng cục rồi lâu lâu nó bị xì bọt nữa, nó xì bột. Nó bằng tưởng tượng dù như bịch nó mát đi rồi nó bị kim nó đâm vô cái nó xì bột thì anh phải uống thôi. Anh không uống anh phải tặng người khác uống. Vậy vậy anh đang dự tính là chương trình mà có những cái hàng nào giống vậy á thì không lẽ giờ bán rẻ ta. Được không ta? Hàng giờ thôi cũng được nha, bán rẻ mà lỡ bán hàng hết đát là nó tù chết không bán được. Được. Anh phải xài thôi. Nên cái vụ khó khăn này anh gánh cho. Câu hỏi 11572. Chào hai anh chị. À xin lỗi. À, ý thứ hai của bạn, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc kinh doanh như bây giờ và anh có thể cho em biết con đường đó có gian nan không? Không gian nan đâu, phải là doanh nhân bạn. Bạn hỏi trên đời này không có doanh nhân nào không gian nan hết. Bạn hỏi Bill Gates lúc đầu lập nghiệp cơ, cũng là lên bờ xuống ruộng luôn nha bạn. Không có cái gì, không có một doanh nhân chân chính nào mà lúc đầu không gian nan hết, anh tin là như vậy. Đó thì cơ duyên nào? Thì cơ duyên hồi đó anh đi tập rồi xong rồi anh mở một phòng tạ nên tập mắt OT đó, năm 2012. Đó, anh mở cái phòng tạ tập mắt OT thì anh mở phòng tạ rồi thôi. Giờ lúc đó mà cái gọi là giống như các bạn dùng cái từ hình như là trong câu hỏi đáp trước vậy đó, là thế giới xã hội này nó cũng gọi là nó nhiễu nhương quá, rồi thế giới xã hội này nó cũng loạn lạc quá, cũng có chia bè kết phái gì tùm lum la giống bạn rồi đó. Thì thôi anh muốn giờ anh muốn là bây giờ thứ nhất á là về gym á thì chắc chắn anh sẽ không đi hướng sản xuất được. Tại thứ nhất anh không có cái kỹ năng về cơ khí, và thứ hai anh nghĩ là cái tương lai đó cũng rất là mịt mù. Đó, tại vì mình làm cho dù về xã hội sau này nó là xã hội toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa thì doanh nghiệp nội nó sẽ bị doanh nghiệp ngoại ăn hiếp. Cái đó là chuyện chắc chắn rồi. Đó thì mình sản xuất mấy cái máy cơ khí kiểu này thì 10 năm sau liệu là hàng Trung Quốc có tràn qua mình có sống nổi hay không? Hay cái khác là hàng Mỹ nó tràn về mình cũng chết luôn. Đó, một cái máy ví dụ giờ tâm lý người Việt Nam đi. Bây giờ một cái máy Việt Nam anh giả sử 10 triệu, cái máy Mỹ 13 triệu bạn mua máy nào mà? Như đặt nó gọn gàng vậy thôi, bạn mua máy nào giờ? Anh nghĩ nếu mà sản xuất máy thì sau này chắc anh khó phát triển được, nên anh không có đi hướng sản xuất máy. Đó, giờ nên nghĩ là bây giờ thôi, một đất nước thứ sau nó phát triển thôi, mình đi hướng dịch vụ cho chắc. Thì dịch vụ của anh là gì? Dịch vụ phân phối và dịch vụ gym. Thì dịch vụ bây giờ anh làm trước cái mảng dịch vụ phân phối, tức là phân phối thực phẩm bổ sung cho nó ổn định cái đã. Đó, xong rồi sau đó anh sẽ làm thêm một cái mảng dịch vụ gym.
dịch vụ gym là như thế nào thì giờ nói chắc cũng quá sớm, thôi để sau này anh làm đi các bạn sẽ thấy và sẽ hiểu hơn. Đó thì cái cơ duyên kinh doanh của anh nó đến là như vậy. Thì anh thấm thía những câu nói của những người đi trước. Thứ nhất anh coi phim Tàu á, người ta nói là giờ muốn giàu phải kinh doanh, nó nguyên tắc phi thương bất phú. Muốn giàu được kinh doanh, cho dù kinh doanh có chết, kinh doanh nó có hai đường nha bạn, một là nghèo, một là phá sản luôn á, hai là ở tù. Ở tù là làm ăn gian dối các bạn, làm ăn gian dối lừa đảo khách hàng hay là gì đó là ở tù. Còn thứ ba nữa là thành công, thành công thì cũng tùy mức độ thành công. Thì tất nhiên làm ngành này nó không giàu được, làm cái ngành này nó chỉ gọi là nó khá khá chút đỉnh thôi chứ không thể nào giàu được. Thì anh nói là cuộc đời này nếu mà xét về lĩnh vực mà tiền bạc á thì anh nghĩ trong đầu anh ngày trước đó, anh nói rằng lúc đó là Việt Nam mình mà chỉ mất 1 tỷ phú đô la đầu tiên đó là anh Phạm Nhật Vượng. Thì anh nói là cuộc đời này chắc mình không thể nào là Phạm Nhật Vượng được, không, giấc mơ đó nó quá xa, cái đó nó quá lớn, bỏ một bên đi. Mình làm 1 triệu phú đô la được là cảm ơn cuộc đời rồi đó, mình làm 1 triệu phú đô la được là ok, còn 1 tỷ phú đô la khó quá bỏ. Nên cái tham vọng làm giàu của anh nó cũng không cao, tham vọng làm giàu của anh nó không cao. Nói chung cuộc sống của anh tiền chỉ cần đủ xài, còn những vấn đề còn khác anh quan trọng là một đời đáng sống đó. Thì kinh doanh cái lĩnh vực này nó cũng phản ánh được như vậy, dịch vụ này nó không giàu được, bất động sản này nọ kia hay là vốn mạnh hay là gì đó nó mới giàu, chứ còn cái này túc tắc qua ngày đoạn tháng chơi cho nó vui thôi. Câu hỏi 11574, kính chào anh Duy và chị Hương, em tên Thịnh, nickname Thịnh Bò. Anh chị vì là fan của câu lạc bộ Man U. MU. Manchester United. Manchester United hả? Viết tắt phải không? Em cũng học Châu Thành B này anh Duy ơi, em nhỏ hơn anh Duy 2 tuổi. Em mới biết anh chị và thì online thời gian gần đây và cũng mới bắt đầu tập gym. Em biết hơi trễ nhưng mà thôi kệ. Hôm nay viết thư này lý do là xem hỏi đáp, nghe anh chị đọc thơ của mấy bạn mà tự nhiên em cũng nổi hứng. Bất chấp hồi trung học em học văn toàn là cầu nguyện cho trên 5 điểm. Em có bài thơ mang tên Thèm và Khát. Khát ở đây là khát khao đấy ạ. Bài thơ Thèm và Khát tác giả Thịnh Bò. Bạn có để tên này chắc tên cầu thủ hay anh? Không biết tên, anh không biết luôn. Gửi hai idol thân yêu, lời chúc sức khỏe, lời yêu nồng nàn. Anh Duy đúng thật chuẩn man. Bạn làm thơ chuẩn đó chứ. Bài thơ của bạn cũng khá dài à nha. Chịu chơi tới nóc, chớ thèm lăn tăn. Đúng rồi. Chị Hương thì khỏi phải nhằn, gái nhìn còn khoái bao thằng trai mê. Nhìn mông một phát phê phê, nói chung là đã tái tê tới đầu. Bạn hình như bạn cũng là người hài hước phải không? Em xin một có một thỉnh cầu. Please, anh chị giải sầu giúp em. Please, em phải đọc vậy nó mới ra thơ. Bởi ly, anh chị giải sầu giúp em. Em đây có hai cái thèm. Thứ nhất, trước tập có rì quật khao, sau đó em lại ước ao, mong cho sau tập có lean body. Nhưng mà thôi chẳng xá gì, hai cái thèm đó bỏ đi cho rồi. Anh chị ơi khổ quá mà, em đây lại khát, khi cơn qua thèm. Khi qua cơn thèm. Cơn khát trỗi dậy tối ngày, em khát một vé offline tưng bừng. Nếu được anh chị thuận ưng, em mua cái lẩu ăn mừng lai rai. Em hứa làm việc hăng say, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con đủ đầy. Bây giờ đã hết Tết Tây, nghĩ đến ngày ọp phây phây trong lòng. Ơn nghĩa chẳng thể đếm đong, vừa nẻ vừa phục đôi dòng thơ vui. Mong sao anh chị của tôi vạn sự như ý, đôi môi luôn cười. Tập thể thể hình online ngày càng vững mạnh, dạng danh nước nhà. Một bài thơ rất hay, bài thơ này hay hài rất là mắc cười đó bạn. Bài thơ này vừa có thanh lẫn có ý. Đó thì giờ bạn này thứ nhất là cũng là cho anh B đúng không? Thứ hai cũng là người bánh te đúng không? Và thứ ba nữa là cũng là fan cứng đúng không? Rồi thì tí xíu nữa anh đăng cái bài thơ này của bạn lên hội fan và bạn nhận vé nha. Vậy là tính sơ sơ là em đã biết được là ba bạn rất là hay làm thơ gửi về chương trình. Thế nên là bạn là vé đầu tiên offline đó. Câu hỏi 11575, và chắc chắn là trong ngày offline là bạn nhớ là bạn làm bài thơ nữa nha bạn. Đúng rồi, chính xác, bạn phải làm thơ đó. Tất cả những bạn nào mà đã được gọi là thi sĩ đúng là phải rồi. Làm bạn phải cống hiến chứ, bạn đi offline mà phải cống hiến như chương trình nó buồn tâm là mẹ ngồi dưới cắm đầu ăn không bạn, cho nên phải có gì chơi chứ. Đó, tao nói là ăn phải đi chung chơi. Ủa anh Duy đã có dự kiến offline chưa? Có rồi.
sẽ rơi vào khoảng ngày lối gần ngày 30 tháng 1 năm 2012. Thế thì anh phải thông báo và phải mời các bạn để các bạn sắp xếp trước. Vé upline không phải là thông báo. Vé upline là cái vé là gửi cho những, thứ nhất là những bạn fan cứng. Và trong những bạn fan cứng đó là phải vạn sự tùy duyên nữa. Chứ không làm sao em phát vé tất cả được cả ngàn bạn rồi sao đã nổi. Thứ nhất không, là em nói là không chơi nổi. Những bạn mà được mời giống như bạn này nè, giả sử như vậy đó, thì trên cái vé đó sẽ ghi ngày cho những bạn mời biết. Thu Hương hỏi để vẽ lối cho bạn thôi nha. Câu hỏi 11575. Thân chào các anh chị trong gia đình Thế Online, chúc mọi người có một năm mới sức khỏe và tràn đầy niềm vui với gym. Em là nam, năm nay 20 tuổi, đã tập gym được 1 năm, cơ bắp chắc khỏe, cơ thể khỏe khoắn. Em hài lòng với và đạt được 1 năm qua. Với những gì đạt được 1 năm qua. Cơ thể cân đối, cơ bắp chắc khỏe, 6 mũi 6 dệt, nhưng chỉ duy nhất một điều em chưa hài lòng là tay của em. Mặc dù tay của em rõ nét, tay trước, tay sau. Em tập các bài tập cho tay trước, tay sau chia mỗi nhóm một buổi riêng, tay trước 2 buổi trên tuần, tay sau 2 buổi trên tuần. Mặc dù em tập đều đặn khá nặng nhưng cơ tay em vẫn hơi nhỏ và chưa cân đối lắm so với cơ thể. Chế độ dinh dưỡng của em đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu tập gym. Nói chung là vấn đề bạn là tay bạn không có phát triển. Cái nó quên nó thì tập bằng cái tay bạn là cơ lặn á. Nhưng cái tay bạn, người bạn thuộc dạng tay nhỏ. Tay nhỏ thì nhưng mà anh nghĩ là bạn tập tuần 2 lần mà tập nặng nó cũng quá tải đó bạn. Bạn tập tuần lần thôi, tập nặng là ok. Tập nặng mà tập đúng kỹ thuật nha. 8 rep thôi, đừng ham tập rep thấp ít hơn. Vậy được. Câu hỏi 11576. Chào chú Duy Điển Trai và cô Hương Sitin. Năm nay con 17 tuổi, 1m65, nặng 51kg. Chú cho con hỏi là mình muốn tăng cân cơ thì nên xài xoay giáp hay là muscle mass gainer. Và con có chuyện cũng muốn kể với chú Duy và cô Hương nghe, là một lần đi chơi biển thì lỡ có thằng bạn con, nó xé cái áo thấy bụng 7 múi thon gọn thì nó nói to lên: bụng gì mà y như con gái. Và nó nói và còn nói con: mày 3D hay sao mà bụng nhỏ vậy? xin lỗi. Thà nó nói một mình con nghe cũng được, đằng này con gái quá trời, nó nói con 3D. Xong con quê quá đi về luôn. Chú thấy tức không? Nếu như rơi vào trường hợp như thế thì chú sẽ làm như thế nào? Và con chúc chú Điển Trai cùng cô Hương City vẫn đẹp trai như trai gái 20. Nếu mà Hương là bạn, Hương thời cởi phanh cái áo ra, Hương gồng lên cho thấy bụng 6 múi luôn. Thì bây giờ lứa tuổi 17 và các bạn, thì các bạn thứ nhất là các bạn còn trẻ, thứ hai các bạn lứa tuổi 17 quá trẻ, và Hương nghĩ rằng ở cái tuổi này là các bạn đã ý thức được cái vấn đề mà 6 múi rồi. Nhiều khi các bạn cũng đang giỡn thôi, đó nên mình quê cũng cần phải quê như vậy. Bây giờ đặt trường hợp nếu mà anh là bạn đúng không, thì anh sẽ trả lời ngắn gọn sau đây. Cái chuyện tôi 3D hay 4D để chị em phụ nữ đây ý kiến nha. Chú tuổi gì mà chú nói? Chị em phụ nữ thử đúng không? Ý kiến. Đúng rồi, cái chuyện 3D hay 4D để chị em phụ nữ người ta ý kiến, người ta cảm nhận. Ừ. Không liên quan tới anh là boy, anh 3D, 4D quan trọng gì anh? Mà làm sao mà anh là boy làm sao mà anh biết tôi 3D được? Nói chuyện một cái như vậy, một câu nói vậy bạn rất tỉnh. Người đó là bảo đảm quê là ngược lại với bạn luôn á. Cái nhất, cái thứ hai là mấy cô gái bên kia là phải trả lời chúng men. Trả lời chúng men. Men thế. Trả lời chúng men. Ê, chiều về đi ăn chè bảy màu nha. Trả lời chúng men, mình kết bạn rồi đó. Đó. Rồi còn bây giờ, với lứa tuổi của em và với cái thân hình hiện tại của em nên xài muscle mass gainer trước. Chừng một hai bịch đi để cho nó ký nó tăng cho nhanh chút đỉnh. Rồi từ tính đổi qua size up sau. Chứ giờ hiện tại em đang còn thiếu nhiều cân mà xài size up thì nó hơi lâu. Câu hỏi 11577, cho em hỏi các sản phẩm của Nutrec khi về sẽ có giá cực mềm, vậy còn được tích xu không? Em đang gom lúa để Tết này sắm thực phẩm bổ sung nhiều để xài, mà em cũng muốn được khoác trang phục bạch kim của THOL, mà sợ lúa đầu tư vào thực phẩm bổ sung hết rồi, không đủ sắm bộ bạch kim. Thôi bạn ơi, cái gì khó bỏ bằng bên. Thứ nhất là Outlip với Muscle Infusion sẽ không tích xu nha bạn, tại nó giá nó quá thấp rồi. Tích xu nữa lỗ sặc máu nữa bạn, giờ lỗ xì máu rồi đó. Mà giờ mà tích cái nữa là thêm sặc luôn. Còn cái thằng Libo chẳng qua nó là ngày trước là lỡ tích rồi, trong hệ thống tích sẵn rồi, không có sửa được. Đó, nên vẫn phải chịu để tích như vậy. Còn hai phẩm kia là không mới thì nó sẽ không có tích xu nha. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại cho một hỏi đáp số 504. Chú Nguyễn và Thu Hương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình hỏi đáp số tiếp theo.
Jim Jim, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Jim chính là đời, nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai. The Bell Girl, cánh tay chàng càng sức sống bạn ơi. Quát mông công tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp band rest siêu đẳng. Nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp. Mạch máu sôi sục ba bell roll Zenigita, sang kẹt sờ đơn đậm đà chất nam tính. Này mắc OT super set cùng lên body, và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gymmer. Để đặt câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng, các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Ngon Life Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.